Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của giải sách bài tập các bạn nhé. Và bây giờ trong video ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu với các cái bài tập của Unit 4. Unit 4 của chúng ta thì trong cái chương trình sách giáo khoa thì mình cũng đã vừa quay xong cho các bạn rồi. Mình đã đưa lên trên kênh của mình rồi. Các bạn vô trong cái danh sách phát là Tiếng Anh lớp 7 hướng dẫn học sách giáo khoa đó thì các bạn sẽ thấy. Nói chung là đầy đủ các cái phần, các cái video của liên quan đến tiếng Anh lớp 7 và cũng như các cái lớp khác là mình cũng có đầy đủ trên kênh của mình rồi. Các bạn cứ vào các bạn tham khảo. Quá trình các bạn học mà có chỗ nào không hiểu thì các bạn có thể hỏi, là mình sẽ cố gắng mình giúp các bạn giải quyết, giải thích sớm nhất có thể cho các bạn ha. Rồi, nhưng mà trước khi vào thì mong các bạn bỏ thời gian nhấn đăng ký kênh. Một việc làm nhỏ các bạn thôi nhưng mang lại cho mình niềm vui lớn lắm các bạn ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu với bài tập số 1 của phần A. Phần schedules đó các bạn ha, cái phần là thời khóa biểu này, lịch trình công việc, công học tập này của chúng ta này. Rồi vậy thì cái bài tập số 1 này đó các bạn, đây là một cái bài tập mà người ta rèn luyện cho mình, tập luyện cho mình cái kỹ năng viết giờ phút của tiếng Anh. Nó cũng là một cái kỹ năng rất là cần thiết trong quá trình các bạn sau này các bạn có thể giao tiếp tiếng Anh, các bạn có thể viết tiếng Anh, các bạn có thể nói tiếng Anh vân vân, nghe tiếng Anh rất là chuẩn. Qua những cái việc làm thế này, nó rèn luyện chúng ta từng ngày một để chúng ta sẽ giỏi lên các bạn ạ. Rồi, vậy thì trước khi vào thì mình cũng nói sơ sơ bộ cho các bạn để các bạn thấy được cái sự cần thiết của nó là như vậy. Bây giờ chúng ta xem bài tập số 1, người ta cho mình là những cái giờ này, người ta đề nghị mình xem những cái giờ người ta viết á. Rồi sau đó mình sẽ trả lời những cái câu hỏi của người ta, trả lời câu hỏi này. Đây, what time is it? What time is it? Đây là một câu hỏi rất là kinh điển, hỏi về giờ giấc đó các bạn. Là bây giờ là mấy giờ vậy? Đó, hay là chúng ta có thể hiểu ngắn gọn là mấy giờ vậy? Thì cái người trả lời sẽ trả lời, ví dụ đây là 6 giờ 20 phút. Thì đây là câu đầu tiên người ta đã làm mẫu cho mình này. 6 giờ 20 phút này, người ta có hai cách trả lời cho chúng ta. Cách trả lời thứ nhất là it's 20 past 6. Đó, 6 giờ 20 phút. Hoặc là người ta trả lời cách thứ hai, it's 6:20. Đây là cách trả lời tương đối dễ hơn, dễ nhớ hơn với chúng ta. Có nghĩa là 6 giờ và 20, đây 20 phút. Cứ thế mà ta trả lời thì nó dễ hơn. Chứ còn cái cách trả lời thứ nhất thì nó hơi ngược ngược một tí. Nói đến cái phút rồi đến past rồi đến 6 này nó hơi rất là khó nhớ đối với một số bạn. Do vậy là chúng ta ưu tiên cái cách nói nào dễ nhớ nhất để chúng ta nhớ, đúng không nào? Rồi, như vậy là đó là cái bài tập mẫu. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lướt qua các cái giờ mà người ta cho ta. Rồi mình sẽ cho các bạn xem câu trả lời luôn. Rồi, câu B là 21 giờ 15 phút. Câu C là 3 giờ 19 phút, rồi 9 giờ 15 phút là câu D vân vân. Đây, những tất cả những giờ này các bạn thấy rồi đúng không nào? Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ lần lượt từng câu B cho đến câu J này mình sẽ giải cho các bạn hết luôn các bạn nha. Rồi, bây giờ mời các bạn từ câu B này. Mỗi câu thì mình sẽ liệt kê ra một vài phương án trả lời rất là hay, ít nhất là phải hai phương án cho các bạn. Cho nên là các bạn yên tâm ha. Đây, mình sẽ thu màn hình nhỏ lại một xíu cho các bạn dễ nhìn thấy. Rồi, đây. Các bạn nhìn câu B của chúng ta nè. Nha. 21 giờ 15 phút thì có 3 cách trả lời các bạn ơi. Từ 3 cách lận. Cách thứ nhất, chúng ta có thể trả lời là it is. À, mình trước khi mình nói thêm một tí, trước khi mình đi vào cụ thể, mình nói thêm một tí nữa cho các bạn để các bạn lưu ý. Sau này á, khi các bạn viết tiếng Anh á, là gần như các bạn hạn chế thấp nhất cái viết tắt các bạn nha. Cái viết tắt là cái điều đó là vô cùng kỹ, vô cùng không cần thiết trong tiếng Anh đó, trong viết tiếng Anh. Và khi các bạn thi các chứng chỉ quốc tế như vậy, nếu các bạn viết tắt là người ta trừ điểm mình liền, người ta sẽ không có đánh giá cao người viết tắt, mà cố gắng viết đầy đủ ra. Các bạn nhớ nha mình nha. Rồi, ví dụ chỗ này. It is a quarter past 21. Đó, là sao? 21 giờ 15 phút. Đó, 15 phút người ta có thể dùng quarter đó các bạn. Đó, và nha, nhớ cho mình nha, đó là cái cách nói thứ nhất. Cách nói thứ hai, it is 21:15, là 21 giờ 15 phút. Đây là cái cách nói mà chúng ta dễ nhớ nhất nè. Đó các bạn ha. Đó, 21 giờ 15 phút. Rồi, cách nói thứ ba, it is 15 past 21. Đó, đây là cách nói hơi khó. Do nên là cách thứ hai là cách dễ nhớ nhất này các bạn ha. Rồi, đó là câu B. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu C.
Câu C là 3 giờ 19 phút đúng không? 3 giờ 19 phút thì mình liệt kê cho các bạn hai cách trả lời. Cách thứ nhất, it is 19 past 3. 3 giờ 19 phút, nhớ đã có thêm 19 á là phải past các bạn nha. Còn nếu mà kém là to, tí nữa gặp to mình sẽ nói cho các bạn. Rồi cách thứ hai của nói về 3 giờ 19 phút là it is 3:19. À, 3 giờ 19 phút. Đó là cái câu C là cái 3 giờ 19 phút. Bây giờ câu D là 9 giờ 15 phút. 9 giờ 15 phút này thì nó cũng gần giống với 21 giờ 15 phút. Bởi vì đây là hệ 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta gọi là 21 giờ 15 phút. Còn nếu dùng hệ 12 tiếng đồng hồ là chúng ta có thể gọi là 9 giờ 15 phút. Thế thì nếu mà chúng ta dùng hệ 24 tiếng đồng hồ thì 9 giờ 15 phút này thì tốt nhất phải gọi là PM. Nếu mà chúng ta dùng hệ 12 tiếng đồng hồ thì chỗ này hoặc là AM đúng không? Hoặc là PM. Đó, nếu chúng ta dùng hệ 12 tiếng. Còn nếu dùng hệ 24 tiếng thì thôi, 21 tiếng là cứ 21 tiếng, không cần phải PM, AM nữa, các bạn nhớ nha. Rồi, vậy thì 9 giờ 15 phút này chúng ta cũng có 3 cách nói. Cách thứ nhất, it is a quarter past 9. 9 giờ 15 phút, đó 15 phút là chúng ta có quyền dùng từ quarter. Rồi, cách nói thứ hai, it is 9:15, 9 giờ 15 phút. Cách nói dễ nhớ nhất. Cách nói thứ ba, it is 15 past 9, 9 giờ 15 phút. Đó, các bạn thấy nha, như vậy là hai cái này nó đều giống giống nhau với đây, cái này với cái này hơi giống giống nhau tí, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu E là 15 giờ 45 phút. 15 giờ 45 phút các bạn này, đây cũng 15 giờ 45 phút này là tức bốn cách nói đó các bạn ơi. Bốn cái nói rất là hay nha. Bây các bạn nhìn ra nha, cách thứ nhất này. It is 45 past 15. 45 phút, 15 giờ này, 15 giờ 45 phút này. Đó, đó cách nói thứ nhất. Cách thứ hai. It is 15:45. 15 giờ 45 phút. Đó, cách nói thứ hai là thường dễ nhớ nhất. Cách nói thứ ba. It is 15:16. À, các bạn nhìn đây nha. Là 6 giờ 16 giờ này, 16 giờ kém nè. Đó, đúng đến cái kém rồi. Kém 15 phút. Đó, 16 giờ kém 15 phút đúng không? Đây, 15 giờ 45 phút tương đương với 16 giờ kém 15 phút, chính xác rồi. Đó. Đó, đây là cách nói rất là hay nha. Rồi tương tự cách cuối cùng. It is a quarter to 16. À, 16 giờ kém 15 phút. Đó, tiếp tục hai cách này giống nhau. Như vậy là đây riêng cái giờ này là chúng ta được bốn cái cách nói rất là hay các bạn nha. Đó, cứ liên quan đến 45 á là các bạn để ý, liên quan đến 45 á là chúng ta sẽ có bốn cách nói luôn đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu F. Câu F có ba cách nói với 18 giờ 30 phút. Cách nói thứ nhất, it is 18:30. À, 18 giờ 30 phút. Ồ, cách nói này dễ nhớ nhất này. It is 18:30. Đó, 30 nó là cách nói dễ nhớ nhất, 18 giờ 30 phút. Cách nói thứ hai, it is half past 18 là 18 giờ 30 phút. Đó, 18 giờ 30 phút á, 8 giờ rưỡi á, 18 giờ rưỡi đó, 6 giờ rưỡi chiều đó. Rồi, nhớ là vừa quá này là past. Rồi, cách nói thứ ba, it is 30 past 18, 18 giờ 30 phút. Đó, đó là cách nói thứ ba. Rồi, đó là câu F. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu G. Câu G của chúng ta là 9 giờ 50 phút có ba cách nói. Cách nói thứ nhất, it is 15 past 9, 9 giờ 50 phút. Cách nói thứ hai, it is 9:50, cách nói dễ nhớ nhất, 9 giờ 50 phút. Và cách nói thứ ba, it is 10:10, kém nè, đúng đến cái kém, 10 giờ kém 10. Đó, đúng rồi, 9 giờ 50 là 10 giờ kém 10 đó các bạn. Đó, cách nói này, cách nói cũng tương đối phổ biến. Rồi, bây giờ chúng ta còn lại hai câu. Câu còn lại ba câu các bạn, câu H, câu I và câu J. Đó, H, I và J các bạn ha. Rồi. Câu H này, 1 giờ 25 phút ta có hai cách nói. Cách nói thứ nhất, it is 1:25. Cách nói dễ nhớ nhất.
Cách thứ hai, it is 25 past 1. Đó, 1 giờ 25 phút. Rồi, tới câu Y, 5 giờ 45 phút có 4 cách nói. Đó, cứ đụng đến 45 á là nó có 4 cách nói rồi các bạn. Cách thứ nhất, it is 45 past 5. 45 phút, 5 giờ 45 phút. Cách thứ hai, it is 5:45. 5 giờ 45 phút, cách nói giờ nhớ nhất của câu này. Cách thứ ba, it is 15 to 6. 6 giờ kém 15. Cách nói thứ tư, it is a quarter to 6. 6 giờ kém 15. Cách nói thứ tư. Rồi, chúng ta đến câu cuối cùng là 12 giờ 18 phút. Cách thứ nhất, it is 12:18. It is 12:18. 12 giờ 18 phút giờ nhớ nhất. Cách nói thứ hai, it is 18 past 12. 12 giờ 18 phút. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã được nói được đầy đủ các giờ phút trong bài tập số 1 này của phần A này của Unit 4 này. Hy vọng các bạn thấy các video này tốt cho các bạn và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Chào các bạn.